Việt Hương thăm mộ Chí Tài, tiết lộ lý do phải đích thân hộ tống cho cốt Phi Nhung sang Mỹ. Giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng, di chuyển rất khó khăn và vất vả, nhưng vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương Hoài Phương gây xúc động khi đồng hành cùng cố ca sĩ Phi Nhung trên chuyến bay đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi thắc mắc nguyên nhân gì khiến nghệ sĩ Việt Hương không chọn cách gửi hũ tro cốt của ca sĩ Phi Nhung về Mỹ mà phải đích thân hộ tống trên hành trình dài 30 tiếng. Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương đã livestream khoảnh khắc cô cùng ông xã và Phương Loan, vợ Chí Tài, tới thăm mộ của nghệ sĩ tại Mỹ. Trong livestream, vợ chồng Việt Hương mang theo một chậu hoa cúc để bên mộ Chí Tài. Đứng trước mộ của nghệ sĩ Chí Tài, Việt Hương thấy mừng khi thấy mộ người anh thân thiết được đặt tại một nghĩa trang rộng rãi và sạch sẽ. Em là người lo tới quần áo cho anh rồi đem anh ra sân bay. Khi mà anh đi về một mình thì em nghĩ anh là đàn ông cho nên là anh sẽ đi được. Việt Hương chia sẻ trước mộ của nghệ sĩ Chí Tài. Việt Hương cũng tiết lộ lý do đích thân mình phải ôm hũ tro cốt của Phi Nhung sang Mỹ trao lại cho con gái cũng như người thân của ca sĩ. Hôm nay em đưa Phi Nhung về. Phi Nhung thì là phụ nữ đi một mình rất là tội. Mà Phi Nhung về thì là tro cốt, cho nên em đích thân đưa chị về. Em nghĩ nếu mà anh còn sống thì anh cũng muốn em làm cái điều này. Việt Hương nói thêm. Trong lần ghé thăm mộ phần Chí Tài, Việt Hương còn kể cho vợ đàn anh nghe những ngày cuối đời của nam nghệ sĩ. Ca sĩ Phương Loan rất xúc động trước tình cảm đặc biệt, sự quan tâm mà Việt Hương dành cho chồng mình. Việt Hương còn nức nở kể lại những biến cố đã xảy ra sau khi Chí Tài qua đời. Bản thân là người chứng kiến, đứng ra lo liệu mọi việc nên cô luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Thế nhưng khi đã xong xuôi, Việt Hương cũng mềm yếu và mau nước mắt như tất cả mọi người. Cô cho biết bố ruột nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vừa qua đời. Đây là nỗi mất mát lớn với đàn anh. Cô dù bận rộn cũng có mặt để tiễn ông một đoạn đường cuối cùng. Khi nãy tôi có thưa với anh Chí Tài là ba anh Hoài Linh đã mất. Việt Hương có ra để đưa ba anh Linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi phải thưa chuyện với anh Tài vì anh và Hoài Linh là một cặp diễn chung với nhau. Việt Hương vừa nói vừa khóc. Vài ngày trước, sự ra đi của bố ruột Hoài Linh khiến giới nghệ sĩ vô cùng tiếc thương. Trong bức ảnh hiếm hoi lộ diện giữa tăm bão, Hoài Linh mặc đồ tang, suy sụp lo hậu sự cho bố. Ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe tâm lý của nam danh hài khi quá nhiều tin buồn ập đến trong thời gian ngắn. Cũng trong lần gặp gỡ này, Việt Hương chia sẻ đàn chị Phương Loan đã lấy lại được tinh thần sau sự ra đi của ông xã. Việt Hương cũng ngợi khen ca sĩ Phương Loan vẫn rất đẹp dù ngoài 60. Bé heo bây giờ ổn, được sự thương yêu của gia đình, bạn bè, những người thân. Sức khỏe của bé heo cũng rất ổn. Tuy có buồn nhưng bé heo nghĩ anh đã được về một nơi rất an bình và được ở dưới chân Chúa, mọi việc rất tốt lành. Anh lúc nào cũng muốn bé heo thật vui, không muốn bé heo khóc. Nếu có khóc thì khóc một mình, lén trong một góc nào thôi chứ không cho anh thấy. Mọi người an tâm nha, bé heo được nhiều người yêu thương lắm. Ca sĩ Phương Loan có đôi lời gửi gắm đến khán giả qua livestream của Việt Hương. Trước đó, trong khoảnh khắc hội ngộ Wendy Phạm, con ruột Phi Nhung và các đồng nghiệp tại hải ngoại, nữ danh hài nhận thêm tin buồn bà Trần Hoàng Kiếm, mẹ ruột của nghệ sĩ Hoài Tâm và cũng là mẹ nuôi của cô vừa qua đời. Sau chặng bay dài mới biết tin, Việt Hương không giấu được sự hụt hẫng và buồn bã. Cô chia sẻ cáo phó của mẹ nuôi và cho biết, xin phép làm phiền cảm xúc của cả nhà, tin buồn của gia đình. Mẹ của nghệ sĩ Hoài Tâm là mẹ nuôi duy nhất của Việt Hương đã tạ thế ngày 8 tháng 10 theo giờ Mỹ. Cùng tâm trạng ngày hôm nay mới chia sẻ với cả nhà, vì ngày mẹ mất là ngày Hương đưa đồng nghiệp lên máy bay, nên nay bạn đã về nhà, Hương xin cáo phó mẹ, kính mẹ, dưỡng nữ Nguyễn Việt Hương. Được biết, tang lễ của bà Trần Hoàng Kiếm hưởng thọ 88 tuổi sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tới.